Dù đã gần hết thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, nhưng đến nay có đến 50% thí sinh chưa thực hiện đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh đặc biệt chú ý các thời hạn đăng ký xét tuyển đại học để tránh các rủi ro về kỹ thuật nếu có. Thực hiện đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước hạn cuối 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin tới các cơ sở giáo dục và đào tạo cùng các cơ sở giáo dục, yêu cầu nhắc nhở thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống tuyển sinh chung theo đúng kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tránh làm mất cơ hội xét tuyển. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo không khống chế số lượng nguyện vọng. Tuy nhiên, khi đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn, rõ ràng những nguyện vọng khác không còn giá trị. Bởi vậy, thí sinh phải nghiên cứu rất kỹ từ tổ hợp xét tuyển đến mã ngành, mã trường, vì đăng ký phải chính xác không có sai sót. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo giả soát đề án tuyển sinh, thông tin đăng ký xét tuyển, nâng cấp phần mềm xét tuyển, tập huấn, thực hành các chức năng phần mềm tuyển sinh năm 2022.